Nếu ai không biết thì Giang Lê sinh năm 1993, là một trong tiểu thư xinh đẹp, nhà phú quý tiếng đất Hà Thành. Xuất thân quyền năng cũng nên cuộc sống thường ngày của Giang Lê lúc nào cũng ngập tràn màu sắc với tương đối nhiều trải nghiệm sang chảnh và tiêu sa mà bất kỳ người nào cũng mơ ước. Không hề kém cạnh Riêu Kiết, ông chồng sắp cưới của đứa bạn sở hữu diện mạo điển trai như soái ca và hiện đang làm trong một cơ quan nhà nước. Trải qua 3 năm ngọt ngào, Cao Bô đã có màn cầu hôn cực thơ mộng và lãng mạn ở Phuket. Chiếc tiệc cưới theo phong cách sang chảnh và tiêu sa. Dàn khách mời sẽ tham gia đám hỏi của Riêu Kiết Giang Lê cũng là điều khiến cho dân tình thực sự chú ý. Tính sương sương thì sẽ sở hữu được Á hậu Huyền My, Vũ Ngọc Trâm, Đặng Thùy Dương, nhà thiết kế thời trang từng du học ở Anh Quốc, chủ nhiều nhãn hiệu thời trang nổi tiếng với giới trẻ. Giờ đây, cặp trai tài gái sắc đang sẵn sàng cho đám hỏi sẽ ra mắt vào hôm nay, 6/10. Khỏi phải nói, dân tình cũng ngầm đoán được độ hùng hổ của hôn lễ nhà Giang Lê. Nhưng đến khi nhìn tận mắt những hình ảnh trước giờ gờ, nhìn dàn xế hộp dành để rước dâu thì mới cảm thấy hơi ngột. Thật sự không thua đám hỏi phụ nữ nhà đại gia Minh Nhựa tí nào luôn. Nhìn sơ qua cũng thấy nhà cửa siêu to khổng lồ.